Xin chào tất cả các anh em nha. Trước khi vào video, anh em nhớ like, share và đừng quên bấm nút đăng ký để cập nhật những clip tiếp theo từ mình nha. Video này mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn tạo một cái website miễn phí để cho tất cả các anh em tiện ghép hiệu quả, và anh em có thể kinh doanh những cái mặt hàng bán sản phẩm này nọ đồ tất cả anh em. Rồi để làm dự án này, các bạn click phần link mô tả, mình mở Google Chrome lên. Không, các bạn mở Google Chrome lên, các bạn gõ vào từ blogger.com, rồi các bạn bấm nút tạo tài khoản nha tất cả anh em. Vì đây là một cái website miễn phí cho tất cả anh em nào muốn đang kiếm tiền trên mạng, anh em nên tạo một cái website này. Rồi anh em bấm nhận tạo tài khoản, tạo blogger của bạn nè. Rồi sau khi nó ra một cái diện gì, anh em chỉ cần đăng nhập vào một cái Gmail của tất cả anh em. Rồi anh em ghi chữ blogger, ghi tiêu đề nha anh em, vì mình ghi tiêu đề là kinh doanh đi, kinh doanh 2020. Rồi anh em bấm mục tiếp nha anh em. Đây là một cái bự, một cái website để cho anh em tiện quá nha anh em. Thường anh em gọi anh em ghi tên địa chỉ của mình vô nha anh em. Rồi đây mình ghi đại nha anh em. Rồi anh em bấm tiếp theo nha. Rồi tên hiển thị hồ sơ, cái này tên hiển thị hồ sơ là anh em tự đặt nha, mình cũng kinh doanh đi 2020. Thường thường thì những cái website kia thì anh em mắc mua đã cập nhật tên hiển thị miễn phí. Rồi rồi sau khi ra cái diện gì, anh em nhấp vào ba dấu gạch, anh em nhấp vào bài đăng nè. Mình chưa, hiện tại mình chưa có đăng bài nào nha tất cả anh em. Hiện tại anh em ra giao diện gì thì mình chưa có đăng bài nào, anh em mình hướng dẫn cho tất cả anh em bài nha anh em. Anh em nhấp vào ba dấu gạch nè. Anh em nhấp vào blog của bạn nè. Anh em ghi blog mới nha. Anh em nhập vào blog mới. Rồi, anh em ghi tiêu đề tạo blog mới nè. Anh em ghi tiêu đề anh em muốn làm về chủ đề gì anh em điền vào nha anh em. Mình thì kinh doanh. Rồi anh em bấm nút tiếp theo. Địa chỉ blog post này là cái địa chỉ tìm kiếm ở trên web, anh em nhớ ghi cho rõ nha, tìm kiếm nha. Mình cũng kinh doanh luôn. Kinh doanh 2020 đi. Rồi tên này đã có người dùng người ta anh em, thì mình tìm một cái tên mới. Để mình tìm một cái tên mới để mà dễ kiếm. Vì cái blogger này quá nhiều người sử dụng nên cái địa chỉ này anh em thì cứ anh em cứ đánh đại vào anh em. Anh em bấm nút lưu. Rồi nó sẽ chuyển anh em một cái bài, một cái trang web mới và một cái bài đăng này tới anh em. Anh em chỉ việc đăng bài vậy thôi. Rồi anh em nào hiện giờ trang web của anh em nên chọn vào nhập vào vô gạch nha, chọn trang web cho máy tính nha tất cả anh em. Mình chuyển qua chế độ máy tính. Rồi mình đăng bài, mình hướng dẫn tất cả anh em đăng bài nha. Anh em bấm vào một dấu cộng nè. Hồi nãy vì trên điện thoại nên mình không có đầy đủ chức năng hơn. Rồi, anh em vào đây nè tất cả anh em. Anh em mình phóng to màn hình lên cho tất cả anh em xem nè. Anh em bấm vào một dấu gạch nè. À, thì mình chuyển hướng dẫn anh em từ một nha. Thôi này bỏ đi. Anh em có thể ghi tiêu đề, ví dụ như anh em muốn làm gì thì anh em ghi vào nha. Mình đây ghi đại đi anh em. Rồi anh em có thể tải ảnh lên nè. Anh em bấm một tải ảnh nè. Anh em bấm theo một tải ảnh lên từ máy tính nè. Rồi anh em bấm một tải lên nha, chọn tạch nè. Rồi anh em bấm nút tạch nha anh em. Rồi anh em chọn một bức ảnh, anh em bấm nút mở, nó sẽ tải lên cho tất cả anh em nha. Cái đây thì mình hướng dẫn cho tất cả anh em làm website, thì còn cái ý tưởng của anh em làm về chủ đề gì thì anh em có thể tự ghi tự án nha anh em. Rồi anh em bấm nút chọn nè. Ok, như vậy là mình đã tải lên một bức nha tất cả anh em.
Rồi anh em muốn ghi tiêu đề gì anh em nhấp vào cái viết nè. Cái đây thì phông chữ màu, mình thì chọn cái màu màu đen đi. Rồi anh em ghi thì nó hiện lên màu đen nè. Trời ơi, màu đen không ghi chữ, không thấy chữ luôn. Ngu như quỷ. Rồi, rồi anh em muốn chèn cái video thì anh em bấm vào mục ba dấu gạch nè, nghe tới nè. Rồi anh em lướt qua nè. Đây thì anh em muốn chọn liên kết thì anh em nhấp vào. Anh em bấm nút tạo chỉnh sửa, tạo chỉnh sửa đường liên kết nè. Ok, phàn phao tất cả anh em, tạo chỉnh sửa URL nè. Rồi anh em bắt cái địa chỉ, cái mục này thì tạo chỉnh sửa đường liên kết anh em ghi vào nha anh em. Đây thì anh em muốn rồi nó trở về luôn nè. Phan cái máy tính mình nói cái máy điện thoại mình nha anh em, tạo chỉnh sửa đường liên kết nè. Rồi anh em muốn sao nó văng ngoài ta, thôi đi cái mục đó anh em chỉ cần bắt vào cái URL là có cái đường link URL video của tất cả các bạn, hoặc các bạn muốn tải lên từ video trên điện thoại thì cũng được nữa. Đây nè, anh em muốn tải video nào lên đây thì tải anh em. Video web YouTube nè. Tải lên từ máy tính nè. Đây thì chức năng lắm, đây thì mình làm chỉ qua là hướng dẫn cho tất cả các bạn thương thương thôi các bạn. Phải đứng ngoài ta. Rồi đây thì mình hướng dẫn cho tất cả anh em, đây thì anh em vào mà tự làm nha anh em. Thì nó rất là dễ luôn, tải video lên anh em muốn coi tại YouTube thì ấy. Rồi đây thì mình không nói cái mục này nữa. Rồi anh em bấm vào mục xuất bản cho tất cả anh em, xuất bản cái blog này nè. Anh em bấm vào xuất bản nè, anh em bấm vào xác nhận nha. Rồi sau khi anh em xuất bản xong cái blog của mình, anh em vào xem nha. Đó, thấy không? Rồi anh em muốn chỉnh sửa cái đây thì tạo blog bài đăng thì anh em có thể tạo được nhiều bạn anh em, nhưng mà anh em đừng lạm dụng quá nha. Rồi anh em dưới đây xuống đây anh em chỉnh sửa cái blog của mình là cái blogger của mình nghe tất cả anh em. Xuống đây anh em ghi bố cục này. Anh em vào bố cục này. Anh em trang trí cho cái giao diện blogger của mình nghe anh em. Giao diện blogger của mình hiển thị giới thiệu bản thân này nè, tôi chữ blog nè, nhãn dán nè, mới có làm diện. Rồi anh em nhập vào trang nè. Anh em muốn thiết kế một cái trang của blogger của tất cả anh em thì anh em vào một này nè, tìm kiếm tên trang. Hồi nãy mình là tên trang của mình là kinh doanh nè, thân anh em. Tìm không hoài, không gặp nó ghi sai là mình vô tiêu đề nè nghe anh em. Chỉnh sửa được. Sau khi anh em chỉnh sửa xong hết rồi, anh em bấm vào mục này nha anh em chỉ cần copy cái blogger này của mình nè. Anh em có thể gửi cho bạn bè và người thân các bạn. Cái này là các bạn cũng đã đăng lên trên Google đó. Trên Google người ta sẽ tìm gõ đúng cái tên của bạn thì cái blogger của bạn nó ra, thấy không? Hoặc các bạn copy cái blogger này và các bạn gửi cho những người bạn của bạn, người ta vào đây người ta xem nè. Đó, hoặc anh em đi chia sẻ cái blogger này cho tất cả anh em nè, cho tất cả các bạn chia sẻ vào Zalo, Messenger, Facebook tùm lum các anh em. Như vậy đây là mình sẽ hướng dẫn cho tất cả một các bạn tạo một cái website đơn giản thôi nha tất cả các bạn, cho bạn nào cũng có thể làm được. Và các bạn nào cũng đang kiếm tiền online thì các bạn nên tạo một cái blogger. Bài đăng này thì tất cả anh em có thể đăng nhiều bài được nha tất cả anh em, nhưng mà đừng lạm dụng quá. Vậy video mình để vào đây mà tự mà nhập vào từng ngục mà tham khảo nữa các bạn. Vì cái máy của mình nó bị đứt mạng, nó nhảy không được chính xác không gì. Video mình đến đây kết thúc. Chào tạm biệt tất cả các bạn nha. Các bạn cho mình xin một like và một đăng ký để cập nhật những clip tiếp theo từ mình nha.